Ủa gì vậy? Vì là một người chiều lòng những viewer thân thiện của mình thì tôi sẽ lắng nghe tâm nguyện của các bạn. Bây giờ mấy thì muốn tôi làm về vị thần chỉ biết trốn trong phòng tự kỷ này chứ gì? Được thôi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Boss Game và chào mừng lại quay lại bàn tiệc điểm tâm. Nhân vật được anh em gọi món nhiều nhất chính là Raiden Shogun. Một vị thần khi mới ra mắt cũng tai tiếng không kém gì cha già hệ nham mà tôi đã cho lên thớt ở video trước. Mấy ông có thể xem lại video tôi làm về Zhongli nhé. Hay lắm, hứa luôn. Hiện tại đã có 4 vị thần được ra mắt mà 3 trong 4 người đó hầu hết có công việc chính là tấu hài rồi. Còn vị thảo thần thì mới ra mắt nên cốt truyện thì vẫn còn cái đó thì đợi những phiên bản sau thì chúng ta sẽ biết được rằng thảo thần có về chung hội tấu hài với 3 người kia không. Tôi thấy được sự nghiện rượu của phong thần, sự nghèo nàn của nham thần và lôi thần thực chất là một con hai lúa chính hiệu. Giờ thì theo chân Boss Game tôi về quê để nấu món điểm tâm cùng với cô gái hai lúa Raiden Shogun thôi nào. Và trước khi đi vào nội dung chính của video, anh em đừng quên like và subscribe để boost thêm động lực cho Boss Game trong những video tới nha. Giờ thì let's go. Raiden Shogun đương nhiệm có cái tên là A. Để có được danh xưng là lôi thần như hiện tại thì cô ấy đã trải qua những gì? Từ thuở xa xưa có một cặp song sinh, người chị là Makoto, còn người em là A. Sau khi cuộc chiến ma thần kết thúc, A nhận thấy rằng chính tâm đức của Makoto phù hợp với vị trí lãnh đạo hơn mình, nên cô đã quyết định hy sinh thân mình để người chị có thể lên đảo thiên không và trở thành một trong 7 vị chấp chính trần thế. Nhưng vì quá yêu người em của mình nên Makoto quyết định sẽ tái tạo lại cơ thể của A và chọn A là chiến binh bóng tối sát cánh cùng mình. Hai chị em như hai mà một, không ai biết được sự thật đằng sau danh xưng ma thần bao. Tước hiệu Raiden Shogun là để chỉ hai người. A có vai trò là cái bóng của Makoto, thay Makoto ra chiến trường, còn người chị Makoto thì lo chuyện chính sự ở Inazuma. Là một người không giỏi chiến đấu và cũng không thích dùng bạo lực, nên Makoto luôn ủy thác việc ra trận cho A. Nhưng vào cuộc chiến với Kanria 500 năm trước, Raiden Makoto lại đích thân mình xông ra chiến trường khốc liệt tại đây và hy sinh tại nơi này. Chính sự việc này đã tác động rất lớn đến Inazuma cũng như là tới bản thân A, người em gái của Makoto. Trước đây, A là một cô gái hiền lành nhưng cũng rất là cố chấp. Cô cũng có 3 người bạn thân, họ luôn ngồi lại với nhau, chơi bài Karuta với nhau dưới gốc cây anh đào. Nhưng cuộc vui ấy suy cho cùng cũng chỉ tồn tại ở mạng ký ức, khi lần lượt là những biến cố lớn ập đến. Từng người bạn của A đều tan biến khỏi thế giới, họ đều bỏ mạng trong cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra tại vùng đất Inazuma. Đồng thời, Raiden Makoto cũng đã hy sinh tại Kanria. Những điều này là một cú sốc rất lớn tới A, khiến cho cô quyết định sẽ theo đuổi vĩnh hằng. Muốn tồn tại lâu thì cô cũng cần một thân xác không thể bị hao mòn theo thời gian, và từ đó con rối Shogun đã được A tạo ra. Với một khoản đầu tư thời gian và nguyên liệu cực kỳ lớn thì sản phẩm cuối cùng của A cũng đã hoàn thành. Con rối Shogun được A truyền lại cho ý chí cũng như là toàn bộ câu chuyện mà cô biết. Bây giờ người nắm quyền tại Inazuma chính là con rối Shogun, còn A thì hóa thành ý chí và lùi sâu vào trong nhất tâm tịnh thổ. Con rối Shogun thi hành những chính sách bất công như lệnh truy lùng Vision của người dân đã khiến cho đời sống của Inazuma trở nên rất hỗn loạn. Rồi khi nhà lữ hành đặt chân tới và dùng thông não chi thuật thì A mới có thể thoát ra được cái tính bảo thủ cố chấp về sự vĩnh hằng của mình. Con rối Shogun cho rằng A đang bị ảnh hưởng bởi sự mai mòn, cũng như đang chống lại sự vĩnh hằng. Và để chứng minh quyết tâm muốn thay đổi tư tưởng của mình, A và Raiden đã quyết định chiến đấu với nhau. Cuộc chiến xảy ra lâu, lâu, lâu và rất lâu. Cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về A, còn Shogun quyết định trở thành cái bóng và đồng hành cùng A như hai chị em Makoto và A trước kia. Thần lực của Makoto xuất hiện, mang trong mình ý chí ít ỏi. Makoto đã có một cuộc nói chuyện với A. Người chị xin lỗi vì đã để lại người em của mình một trọng trách lớn lao khi cô còn chưa sẵn sàng. A bây giờ đã thật sự có được suy nghĩ chín chắn, cũng như cô đã hiểu được ý niệm của Makoto. Hạt giống anh đào được trao lại cho A, cây anh đào nở rộ trong không gian. Ý thức như một ẩn dụ rằng A giờ đây đã thật sự trưởng thành và xứng đáng để đảm nhận tước hiệu Raiden Shogun, vùng đất Inazuma trở lại yên bình.
Công nhận bà A này có một cốt truyện thật sự là rất hay ấy chứ. Mà có một sự thật đau lòng rằng dù nhân vật ấy có được một cốt truyện sâu sắc, nhưng khi qua tay mấy đứa chơi con game này thì cũng thành tấu hề cả mà thôi. Như tôi đã đề cập ở đầu video, khi mà Raiden Shogun ra mắt, kéo theo đó là một tràng những drama hay tai tiếng đổ vào đầu cô. Nào là bàn luận về cách cai trị của Shogun. Có người cho rằng Mi Gâu Gâu thiết kế như vậy để làm cho Shogun trở thành một phản diện. Thế mấy ông không thấy gì đây à? Có ai mà sở hữu một tâm hồn vừa to vừa tròn như thế này mà lại đi làm phản diện được không? Tôi là thấy không ạ. Không những thế mà còn rất nhiều người chê Raiden mặc đồ phèn phèn như gái nhà quê. Thì tôi cũng công nhận là phèn thật. Và gái nhà quê thì cũng đúng luôn. Khi mấy thím hoàn thành được nhiệm vụ ma thần của Shogun rồi thì mới thấy ấy thực chất rất là quê. Quê chữ E kéo dài luôn á. Vì cô để cho con rối Shogun cai trị nên cô chả biết cái mía gì đang diễn ra tại đất nước của mình cả. Năm qua năm cô chỉ rú rú trong phòng, không làm coder tạo rối nữa thì ngồi thiền làm weebu. Nhưng chỉ sau màn giới thiệu nhân vật của Mi chó thì hội những người chê bai đã quay xe 180 độ. Vì sao mà họ lại quay xe nhanh như thế? Tất cả chính là màn rút kiếm cực kỳ bổ mắt mà Raiden Shogun đem lại. Mặc dù ăn mặc có hơi nhà quê, nhưng với style rút kiếm từ tâm hồn to bư đã đốn ngã hết tất cả mấy đứa chơi con game này. Từ một đứa bị chê bai từ ngoại hình đến cách cai trị đất nước, giờ đây cô biến thành hoa hậu, là vợ, là waifu của mọi nhà. Mặc dù cô không biết nấu ăn, thế mấy ông trông chờ gì ở một con vợ trông hơi ngố, đã thế lại còn không biết nấu ăn. Vì con vợ đó biết rút kiếm từ tâm hồn. Từng là một chiến thần nên đòn đánh thường của Raiden Shogun không có gì đặc biệt cả nên ta bỏ qua lẹ. Là một vị thần nên cô có cái nội tại ngưng tụ ước nguyện của người dân thành chakra cho chính bản thân mình. Cái vòng sáng sáng đằng sau A là nó đó. Khi nhân vật trong đội thi triển kỹ năng nộ hay chỉ cần có cầu nguyên tố rơi ra thì cô được tích thêm điểm nội tại. Cái thứ này quan trọng nên phần sau tôi nói rõ hơn. Kỹ năng nguyên tố của A là khai mở tịnh thổ. Đơn giản là treo con mắt lôi lên đầu. Và khi đánh nhau thì con mắt này cũng cung cấp thêm một lượng sát thương kha khá, phù hợp với việc cung cấp nguyên tố lôi cũng như là hỗ trợ sát thương, hỗ trợ nạp. Đến với kỹ năng nộ, kỹ năng làm nên thương hiệu của Raiden Shogun, kỹ năng khiến mấy cái đứa chê cô phải quay đầu. Q của A có 2 điểm nhấn. Điểm nhấn đầu tiên chính là hoạt ảnh khi cô tung chiêu nộ, nhìn nhiều có mặt sáng cả mắt ra. Điểm nhấn thứ hai chính là lượng sát thương từ chiêu thức này gây ra là cực kỳ lớn. Độ lớn sát thương của chiêu thức này còn phụ thuộc vào lượng ý lực mà người chơi tích tụ được. Nếu đầy ý lực thì sát thương cho ra sẽ lớn hơn. A rút kiếm ra từ tâm hồn, chém một phát diện rộng gây sát thương nguyên tố lôi, đồng thời cũng biến những đòn đánh kế tiếp thành sát thương lôi có lượng đam cực kỳ lớn. Sức mạnh của lôi thần hầu hết đều phụ thuộc vào hiệu quả nạp, nên thánh di vật trấn của cô chính là bộ 4 dấu ấn chia cắt. Nói chung nội tại của bộ này phù hợp với rất nhiều nhân vật và đặc biệt rất phù hợp với Shogun. Nhớ đẩy hiệu quả nạp của Shogun khoảng 230 độ lên nhé. Vũ khí thì ưu tiên lúc nào cũng là cây trấn đoạn thảo trường đao, vừa đẹp vừa mạnh này rồi. Không có thì ta có thể dùng tạm cây lao xin cá 4 sao miễn phí. Cây này mấy thím có thể kiếm được tinh luyện 5 dễ dàng thông qua việc chăm chỉ câu cá. Còn ai không thích cây thương bốc mùi tanh hôi ấy thì có thể sử dụng xương sống thiên không cho ấy cũng ổn nha. Đến chuyên mục tôi cầm Buba Sword đi quẩy map ấy, ngó xương xương thông số của vợ nhà tôi thì mọi thứ đều bình thường. Được cái tỷ lệ bạo với sát thương bạo ok, nhưng hiệu quả nạp thì hơi thấp tí. Đề xuất là mấy thím nên để hiệu quả nạp tầm 240 đến 260 là ngon lành rồi. Vũ khí thì tôi dùng cây này cho đẹp vì tôi cũng nghèo lắm, không lấy được trấn cho em. Còn cái lao tanh mùi cá kia không phù hợp với phong thái thần thánh của con waifu nhà tôi. Dù mặc đồ hơi phèn, vì nghèo nên tôi chỉ có cung mệnh không thôi. Ai có khả năng thì cứ đầu tư lên cung mệnh 23 nhé. Vì khi đó sức mạnh thật sự của nhát chém vang danh thế giới mới bộc lộ hết sức mạnh. Tôi công nhận rằng mấy cái ủy thác nó khá là đơn giản. Đúng kiểu mấy cái hoạt động ngoài trời cho mấy đứa lúc nào cũng ru rú trong phòng như A ra ngoài hoạt động thể dục thể thao. Khởi động bằng việc đi giết nấm này, sau đó thì đu dây đuổi bóng. Cái ủy thác nhảy nấm này khá là hay và thú vị. Đáng tiếc là tôi lại quay góc sau nên mấy ông không thể nhìn thấy được thứ khác nó nảy tưng tưng. Ủy thác cuối cùng là giao món ăn cho một ông lão. Nói chung là cái gì đó món ăn vàng mà tôi lười đọc nên không quan tâm lắm. Không thể chấp nhận được, tôi muốn rút kiếm nhiều hơn nên sẽ tiến thẳng vào bí cảnh. Dạo này tôi chăm đi farm đồ cho mấy đứa nhỏ sau này ra mắt. Chỗ
chỗ này chắc cũng dễ nên một mình con bé ấy chắc xử đẹp được tụi này. Cái đẹp, bọn này cũng mạnh đấy. Mấy ông tin chỉ cần từng này máu tôi có thể chiến thắng được không? Chỉ cần cẩn thận né né các kiểu là xong ngay. Ơ đi. Không sao, mình làm lại lần nữa. Vãi. Rút kinh nghiệm, tôi sẽ mang con bé đi nạp nội trước, rồi vào tập bọn nó sau. Rồi chiêu thức đã đầy đủ. Nãy giờ nhường thôi chứ lần này đánh thật này. Mặc dù đến cuối cùng lượng máu còn lại là rất ít, nhưng tôi là một con người có não và kỹ năng, nên lỗi lầm trước đây tôi sẽ không mắc lại. Đấy, xong ngay. Sau bao lần cố gắng thì thứ tôi nhận lại được là một cái ly có dòng phụ rất ngon, nhưng cái dòng chính thì... Rác. Món điểm tâm xin được kết thúc tại đây. Ngoài việc không biết nấu ăn thì ấy cũng không biết con mẹ gì cả. Chỉ cần một pha rút kiếm đi vào lòng những con sim là đã đủ để biến cô thành vợ quốc dân rồi. Raiden Shogun là một nhân vật rất đáng để sở hữu đó. Mấy cha mấy má nào chưa có thì đợi ẻm quay lại mà roll ngay đi. Ai có rồi cũng roll lên cung mệnh cao đi. Mạnh lắm, hứa. Thế nhé. À đừng quên mà like video và đăng ký kênh đi đấy. Nhớ cái chuông bên cạnh nữa để có gì khi lên món điểm tâm tiếp theo thì mấy thím đừng sơi sớm hơn. Giờ thì muốn nấu món gì thì comment cho tôi biết nhé. Tạm biệt và hẹn các thím ở những video tiếp theo. Bye bye.